Thưa quý vị, chiều nay tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang lần thứ tư năm 2024. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ, trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ tư, đại diện lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban dân tộc tỉnh, các nghệ nhân ưu tú và 250 đại biểu chính thức. Tại phiên làm việc ngày thứ nhất, Đại hội đã biểu quyết thông qua đoàn chủ tịch và tổ thư ký, thông qua báo cáo tình hình đại biểu dự và nội quy đại hội, chương trình làm việc ngày thứ nhất, thứ hai của đại hội. Đại hội cũng đã báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế xã hội, tổng kết công tác dân tộc, chính sách dân tộc và phong trào thi đua yêu nước của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2019-2024, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2024-2029. Theo đó, qua 5 năm thực hiện quyết tâm thư đại hội lần thứ 3 năm 2019, trong bối cảnh đất nước và tỉnh ta có nhiều khó khăn, thách thức, khó lường, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp trong năm 2020-2021, do những tác động ảnh hưởng đến này, nhưng Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong tỉnh đã đạt được kết quả khá toàn diện, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc được quan tâm đầu tư, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,70% năm 2019, giảm còn 2,40% năm 2024. Bộ mặt nông thôn vùng đồng bào ngày càng khởi sắc và đổi mới. Các lĩnh vực về chính sách văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện, các chính sách về giáo dục được triển khai thực hiện tốt, trường lớp được đầu tư, tỷ lệ quy động học sinh ngày càng tăng, các em theo học ở các bậc trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngày càng tăng, mức hưởng thụ văn hóa, thông tin ngày càng được nâng lên, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc được giữ gìn và phát huy, khối đại đoàn kết dân tộc trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh được giữ gìn và phát huy, công tác xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục đạt nhiều kết quả. Số lượng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào các tổ chức chính trị, xã hội, hội quần chúng ngày càng gia tăng. Công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số được quan tâm. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số ngày càng phát triển. Phát huy kết quả đạt được, Đại hội đã đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2024-2029. Đại hội cũng thông qua dự thảo quyết tâm thư đại hội lần thứ tư và các tham luận về phát huy vai trò của Hội đoàn kết sư sãi yêu nước cùng chính quyền địa phương trong việc vận động sư sãi và Phật tử thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động hội tương tế người Hoa phường Trạch Sỏi, đồng bào Chăm đoàn kết hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.